cuộc sống gặp khó khăn lòng bất sự bình an trong cuộc đời nhiều lúc tôi ra lòng bạn ơi nhìn xem Chúa từng ngày bước đi với Ngài Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây dù trong cơn nguy nan cuộc sống đơn đau bạn hỏi Chúa đang ở đâu bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên gìn giữ chúng ta bình an trong cuộc đời nhiều lúc khó lắm bạn ơi nếu cuộc sống thật ta đang nói chi nếu cuộc sống gặp khó khăn lòng vẫn nao sự bình an trong cuộc đời nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi.